Hiện lúa vụ xuân đang trong giai đoạn trộ bông chín. Theo đánh giá của các địa phương, lúa cơ bản sinh trưởng, phát triển tốt. Mật độ, tỷ lệ hại và diện tích nhiễm của các đối tượng sâu bệnh hại tương đương so với cùng kỳ. Tuy nhiên nhờ công tác phòng trừ sâu bệnh sớm nên không ảnh hưởng đến năng suất và diện tích. Dự kiến lúa sẽ cho thu hoạch trong tháng 6. Cùng với chăm sóc tốt lúa xuân, hiện bà con nông dân các địa phương đang chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa. Theo kế hoạch, trà lúa mùa sớm chiếm 50% diện tích, sẽ gieo mạ từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6, cấy từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 20 tháng 6. Tỉnh Thái Nguyên phân đấu gieo cấy lúa vụ mùa đạt trên 38.000 hectare.